Macarena. Sao sao mấy cô anh trên đây nè, lên đây chơi. Nghe đâu, hành động nghe đâu. Đâu, từ từ đến bật cắm cờ lên cái đã. Hành động nghe đâu. Quả em bùi mình bay vào cái tranh này em bùi cái game sống á. Không có đem hành động. Không sống nào đâu. Đâu mấy đâu. Vô cũng vậy hả? Rồi. Rồi. Rồi 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 rồi. Rồi. Cắm cờ nhảy đi em. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Nhảy đi. Bo mà dính vào đây là ngon luôn. Ê ê ê, bo trong. Dạ. Bo trong mà. Bo... Bắn nhau khu dân cư kìa Niu, thấy chưa? 120 con. À đây đây, nó phá cái xe, bọn nhà xe rồi, từ từ từ. Nó bật cái vòng á. Bo đẹp nha, bên Niu đẹp cho bo nhá. Ok ok. Đang bắt đầu quá. Giờ thôi, giờ nhanh đi. Ê đừng đừng bơm anh, em chích cho. 7 kêu nè. Số lượng hết rồi đúng không? Hết rồi đấy. Khu dân cư khó đấy, đây chỗ này nè. Ê, tí nữa hai người lên nóc nha. Ê phá phá xe bọn kia đi, bình bình bình. Phá xe bọn kia đi bình. Để tụi nó đi, để tụi nó đi. Này. Không đâu. Cố em, cố em. Cố em. Tí nữa. Tí bắn đầu. Tí nữa qua thỉnh em đứng, em bị trường học, trường học bán, trường học bán. Xuống. Rồi, qua đi anh Bi, qua đi anh Bi. Anh Bi xuống, xuống qua kia luôn. Anh Bi đứng, anh Bi với Bình đứng nóng đi. Tao rồi xuống trong rồi. Rồi xuống nào rồi. Từ 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 từ. Qua bên đây đó. Ê, dưới bắn trong sườn, bắn trong sườn này. Trong sườn có hai thằng, trong sườn có hai thằng này. Tao lưng kìa Niu. Được được. Đừng xuống dưới nha, đừng xuống dưới nha. Bốn thằng. Tao lưng một máu luôn. Nóc màu rồi. Nóc màu đi, không phơm cái. Phơm cả. Không phơm được luôn. Cái ấy. Cứu rồi. Chết máy thôi các mày. Không có. Ê, tao đứng ngoài bao áo bao kìa, đứng chồng bắn kìa, chồng bắn kìa. Ra đây. Chồng bắn kìa, chồng bắn kìa. Chồng bắn nóc bên kia thằng không ai phơm cũng hết. Xuống anh em. Từ. Xuống bên nào xuống, đừng xuống. Bên này đẹp. Bắn bên này, bên bi nào, bắn bên bi nào. Ok, tí nhảy xuống được, tí xuống thanh vàng nhảy xuống được. Ê, còn mấy phóng không? Còn. Ok, tí đứng phóng luôn được nha. Chích máu này. Đừng xuống nha. Chích máu này. Bình chích cái. Còn mấy phóng không? Ê, bắn chích cái thùng công dưới kìa, thùng công dưới kìa. Từ. Nhảy lên đây bạn. Có ba lũ không? Ê, sườn hở sườn nha. Nó mộng, nó mộng ở đâu? Rồi, khoan mày. Nó chỉ là 4 thằng, có lũ không ta? Mình còn bom, chết mình còn bom. Mình dưới còn, mình còn bom. Ê, bắn mấy đôi vô kìa. Mấy đôi vô, cái đó. Vô mấy đôi nè. Bình ơi, chết cái. Đừng có chạy đi đâu nhau, anh biết. Gớ. Chạm lấy 8 không? Nóc rồi, phong. Cứu được, không sao. Bỏ vô. Đi. Qua đây chồng lên anh em. Đi. Ai bắn quẹt phóng được không? Được rồi, tí nữa. Tao lên coi. Nè. Nóc một nè. Đây lên luôn. Chỉnh vô đây mới lên được. Đây. Ấy không được. Chỉnh vào hai mày. Niu. Hả? Chích vào lại. Nè. Bi ơi. Anh Bi. Ừ? Tí nữa anh Bi bắn xong, anh Bi để cho tem xuống nha. Anh Bi trên đây luôn nha. Ok. Bên đây còn nhiều máu không? Nè, Bi lên bắn. Thế bắn đi xong tí nữa chồng cho tem xuống để em bắn cho. Ấy xuống. Cứu đi. Đây. Ê, anh Bi cho em lên, em xuống. Ok. Lên. Hết máu rồi, còn máu không bay? Máu còn, anh còn máu thuộc cấp nè. Bên ra cho em. Không thì chết bao nhưng không cho kêu nha. Được thì có không bắn không? Không có màu lớn. Em bắn nè em. Phải nhảy anh em, em phải nhảy á. Trời ơi từ. Không thì khỏi cho kêu em. Nhảy được á. Tao còn nít. Gồng ném vô cái ổ lỗi cho nó được bắn. Đừng. Ném vô cái lỗ được không cho nó được cái bắn em. Được. Cái này rồi, còn mấy giây nữa rồi. Chuẩn bị nè. Nó đừng bắn nữa. Hay. Ê, nhóc nào bắn xuống. Bơm. Có lên em ơi, kéo qua. Ok anh, kéo tao được, góp tao. Được, đứng im. Hiểu cái. Anh không có xuống được đâu nha. Được anh. Không được. Vào ngoài. Đứng im đi. Rồi, đứng im rồi.
Heal đi, heal đi. Heal rồi, heal. Bình ơi, tao ném đụi mày kìa. Đụi keo kia được không? Nó màu đằng. Hai em ơi, farm em ơi, hai. Hai. Đằng dòng. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Bao mình, bao mình. Đứng yên, đợi nó bao. Thằng kia chết bò, thằng trong nhà xí chết bò. Ê, nó cuốn bò hả hay gì à? Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Cho nó chọn nét. Đứng yên nha, đứng yên nha. Thằng kia làm gì đấy? Đứng ngoài thôi, bò ngoài, bò ngoài, bò ngoài, điêu. Đứng ngoài thôi, điêu. Nó kìa, chết bò, nó chết bò, nó chết bò. Có lại mấy em ơi. Theo kia có thằng này, bắn luôn. Ờ, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Bom mình, bom mình rồi, bom mình rồi. Còn mấy thằng kia đâu? Phá nào, phá kem ra nào. Phá ra binh, phá ra binh. Qua nào. Đi một team nha. Cố lên em. Nó mò à. Đỉnh, đỉnh. Yếu này. Nó mò, nó mò. Đỉnh, hay. Mình đỉnh, mình đỉnh, mình đỉnh, mình đỉnh, mình đỉnh. Mình đỉnh, lùi lại. Lùi lại, đi chơi, máu vô. Mình đỉnh, mình đỉnh. Im lặng ngay. Làm cái bắn này, đặt mình ra, đặt bên ta, bên ta. Bắn ngay hai thằng của anh. Nó một. Bao nhiêu? 12 kêu. Đẹp ơi. Yeah. Bình, bắn tay. Hay không? Sao? Hay không? Hay không? Hay không? 24 điểm. Có hai máy phóng. Có hai cái máy phóng không á. Cái sau đâu xài đâu. Cái đó không xài được. Không xài được. Thì nó bay ra nó bị luôn ấy. Mà lẻ, mình đi lẻ á. Trời ơi, em bị mất hơi nhiều kill quá. Bộ cuối anh cứ im lặng để em tập trung. Đừng đứng, đứng. Anh la quá à. Mò kéo. Từ. Còn đạn không? Nhìn trời nè. Tôi chạy đi. Tính giữa rồi mà. Bùi còn máy phóng không? Còn đạn cho tao. Phải có bắn người. Phải rồi Bùi. Cái nhà kia còn ăn bay. Trời nó nhìn cho. Bùi chết rồi. Đồng lắm Bùi ơi. Lâu lắm. Em ăn 7 thằng nhìn trời thôi. Hỏi Bùi phóng rồi. Bùi phóng luôn từ đầu đi Bùi. Tiếp cái gì? Anh em dạng bắn được trên nóc không viên nào hả? Em bắn anh bị dính ô thò mày đó. Mày từ từ mày đợi anh lên một tí là được rồi. Tao ép gà chứ. Tao quả keo vào em là anh lên anh đợi được mà. Dính không thò mày anh xịn giấy được 70 máu đâu. Để ý số rồi, đền này. Có cần chỉnh không? Để ý số á, số lên là biết cái cục. Chú cho bộ không thấy chứ mày bắn đi. Em tới đây tích 1 được á. Còn không máu đâu mà tích 1. Không có máu. Bộ cuối ra đây luôn sao? Này phóng nhanh vô nhà kia để. Nãy mày phóng xuống chân thằng của bạn này cũng được nè, mày nằm dưới nhà kìa. Kêu nhìn em mà thằng kia nó đẩy ngay em luôn. Tao đang cứu con quý mà nhìn sao được. Lúc đấy mày lúc thằng quý nóc là anh đang cứu mà sao mà nhìn. Nhìn được em mà em không chết được khỏe rồi, em bắn nóc ở ngoài đó rồi. Bò độ. Bị KS mấy mạng gì. Anh tưởng bọn mày là đẩy bên tên nhà cái nhà mấy bắn chứ anh thấy chứ nó bắn nhau. Ở thính thân kia. Bà xuống đến được. Rồi xong đợt sau nó đọc ở trong nó có địch mà nó chơi mà. Ấy trời ơi, bỏ độ nha. 30 rằng 30 viên đạn nha mày. Thì chả bộ không thấy nó nha, đừng có bắn nó sớm đó nha. Còn 40 viên đạn nữa nha. Tao còn 2 cây 70 80 viên. Trên đây là câu được trong top 3 đó bay ơi. Top 1 luôn. À. Để trên trời. Máy nó lắc rồi ông nội ơi. Máy cũng lắc nè. Quá quý lên quý đợi em một tí thôi, quý nhảy lên nóc cái anh bay lên cái dính ông thơ luôn mà. Bị lết luôn. Bị nó dụ. Mày liều mày cái mồm thằng này mày đánh đây. Làm đi. Giáp mày có bị hư không? Không. Tao mày bật sửa giáp luôn đi chứ. Bật đi tí thôi. Không ai cứu đâu, được có mấy cứu đâu mà cứu. Sao mấy cô anh trên đây nè, lên đây chơi. Nghe đâu, hành động nghe đâu. Từ từ đến bật cắm cờ lên cái đá. Hành động nghe đâu. Quả em Bùi mà bay vào cái chân này em Bùi có khi mà sống á. Không có đem hành động. Không sống nào đâu. Đâu đẩy vô cũng vậy à. Rồi. Coi phóng rồi tiếp làm gì. Ừ, dưới giải nhà bên đây có mà hồi đẩy vô. Vô nhà hai lầu. Bên có khử xa đứng chọc. Trời có cái SVD là bú hết. Né ra đi là mình xấu quá. Không ai đem hính chưa hả bay? Không. Tính nó kinh có ai đúp còn lên đem chứ nó đem. À, đồng vậy chết bớt đi.
Tí tao xuống tao cảm tử nha, mày lên mày câu tớp nha. Mày nhiều máu, mày ở đây mày cảm tử đi chứ. Mày xuống, xuống lựa chọn. Thằng tiên xuống là chết rồi. Không chết được, ông nói vậy. Nhảy xuống còn 10 máu. Mày có 185 máu. Kinh thường. Tí tao làm thính đỏ lên top 1 nha. Thế tính rồi. Cái thính gớt đây nữa vui gì mà hết thính. Thằng cô. Game hài ấy cưỡi đây anh mặc đồ hấp mà tao cưỡi con đường lọc lên tao thấy mày đang chạy đang cầm cái súng lục đi anh cưỡi đường lọc ở đây nè bo trên này luôn nè rồi bo cuối còn cái nè bo trên này chắc kiểu gì cũng dính như này cũng dính một tí bo thiên bình chứ chờ hai độ lắm nói gì em hủ mày độ nè độ con có ơi được nha cái này ở giữa là cái cột nha từ ở đây ngồi đây còn lưỡi chạn nè không hết lưỡi chạn thôi phải giữa là đây rồi nó qua bên phải một tí rồi ê chết thôi mày chết đi chứ mày làm được cái gì cho đời đâu ô cái thằng này nhảy xuống nữa hai nữa ở trên đây cửa ở dưới bốn thằng ở đây cửa đường lọc cứ hết đu lên sàn ngang ngoài đu lên miệng ngắm coi gạt được nào không sao được mà góc này không bắn xuống dưới được được không bắn được được xa còn bắn được chứ cái góc nhà đầu cáp á chân tay bủng rủng chứ té chịu luôn ê có trong top này có mấy kill rồi ta ba kill 10 điểm nữa đẹp top 1 luôn phải chơi trên nóc sớm được ta bắn kia 150 rồi quả em quý vội quá chứ nó bị nó dụ chứ má cái hàng đầu anh mở đây anh rồi mà trong cái dòng tôi sao không lâu vậy anh coi anh hỏi mày mấy thằng đấy biết đưa anh lên hiểu không tôi kêu ông bay lên luôn đi ông kêu được không đến bay luôn anh kêu thì bay lên luôn mà tập trung đi nữa đâu tập cái chấm đi đắt hòa đầu nghe cái dòng chơi kia anh bắn 100 máu rồi đó mày kêu yếu lắm mà 100 máu không chết thì anh phải đè cho nó chuẩn lên chứ cầm ska mà ska không chip bắn yếu rồi gì vậy em quý hai top một nó mà bắn nhau bo cuối là top 1 được luôn á top 1 luôn cái lựa chạy không có máu gì kìa được 7 thằng cửa thằng lọc không hả chơi chơi game muốn ủa có thấy cửa thằng lọc không ta thấy mà đúng không máy bay trên này luôn không bay xuống dễ luôn ta Rồi. Cắm cờ nhảy đi em. Nhảy đi. Bo mà dính vào đây là ngon luôn. Ê bo trong. Gì dạ? Bo trong à. Ở dưới nó có máu chịu không nổi không? Chịu có máu. Chịu máu bự. Mấy kia máu gì vậy? Có máu à, sao chịu nổi nó? Bây giờ này có phải có 5 bình máu bự. Ê bo trên này. Bo trên. Không bo dưới. Bo trên. Nó vẫn trong cột mà. Rồi bo trên. Ê bo trên. Bo trên. Được rồi. Có máu bự là top 1. Có máu là top 1 ra. Có á. Mà này nhiều máu á. Mà xếp coi nè. Coi mấy kêu à. 3 kêu. Ý là bọn kêu bên kia ấy. Coi được. Được 2 kêu hồi sinh trên này nữa chứ. Hồi sinh 4. Sinh của mình có mình hai này. Mà tôi hồi sinh cực nè, hồi sinh su nè. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.